BDSUP, đại lý tiềm năng phát triển nhất vùng Đông Nam Bộ. Đại lý BBT Bình Dương, với kinh nghiệm chỉ hơn 3 tháng hoạt động, tọa lạc ngay tại vị trí đắc địa, đường 30 tháng 4, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Đây là một trong những lợi thế vàng mà đại lý đang sở hữu. Với lợi thế này, đại lý đã có những bước khởi đầu khởi sắc, từng bước khẳng định mình trên thị trường bằng sự kiện khai trương hoành tráng, thu hút đông đảo cộng đồng quan tâm. Mặc dù trải qua mùa dịch đầy khó khăn, nhưng với tầm nhìn, hoạch định chiến lược rõ ràng, chủ đại lý BDSUP dường như đã rất tự tin với khả năng của mình. Ngay từ đầu, anh đã chọn cách tiếp cận với khách hàng bằng dịch vụ chỉnh chu nhất có thể, tôn trọng khách hàng, gia tăng trải nghiệm ở mọi nền tảng từ online lẫn offline. Tối ưu công cụ marketing với hình ảnh và bài viết quảng bá đến người dùng vô cùng chỉnh chu, đặc biệt hơn là những chương trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng liên tục được cập nhật và đổi mới. Lợi thế khi sử dụng sản phẩm uy tín, đạt tiêu chuẩn Hoa Kỳ mà BBT đang phân phối, anh đã tập trung nhiều đến khâu bán hàng, quảng bá và đào tạo đội ngũ cộng tác viên ngày một chuyên nghiệp. Đó cũng là lý do BDSUP luôn là cái tên top đầu trên bảng xếp hạng của BBT. Thậm chí trên bảng công bố mới nhất của BBT cho thấy doanh số tháng 7 của BDSUP tăng gấp đôi so với tháng 6 vừa qua, vươn lên vị trí top 2 trên tổng gần 40 đại lý trên cả nước. Có thể đánh giá BDSUP xứng đáng là đại lý tiềm năng phát triển nhất vùng Đông Nam Bộ tính tới thời điểm hiện tại. BDSUP luôn biết cách truyền cảm hứng cho các đại lý khác thông qua câu chuyện kinh doanh của mình. Cuộc đua còn dài, vị trí có thể liên tục thay đổi hàng tháng. Mọi cố gắng sẽ được BBT ghi nhận và trao phần thưởng xứng đáng với mong muốn mang thực phẩm bổ sung tiêu chuẩn chất lượng cao đến với tay người tiêu dùng Việt. Truy cập website bdsup.vn để có thể sử dụng sản phẩm tốt nhất của BDSUP các bạn nhé! Hãy để thể hình phục vụ cuộc sống, chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình. Đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng, là thất bại. Doanh nhân Dreamer đồng hành cùng BBT, CEO Duy Nguyễn. Khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến BBT ngay khi còn có thể. BBT, nâng tầm con người Việt Nam.